Hiện tại trước mặt mình đây đang có hai chiếc 11 Pro. Cây bên tay phải của mình đây là một cây máy dựng. Cái máy dựng này là một cây máy màn ép nhưng nếu các bạn chỉ nhìn bên ngoài thì các bạn sẽ rất khó có thể nhận biết được đây là một cây máy dựng. Tại vì đơn giản nhất đấy là cái người ép người ta ép rất đẹp. Người ta ép giống đến 99% so với một chiếc màn zin Cho nên là các bạn sẽ khó có thể nhận biết được nếu các bạn chỉ nhìn bên ngoài ép kính vẫn có chu tông như bình thường. Trong phần cài đặt nó vẫn không hiện bất kỳ một thông báo nào cả. Tại vì đơn giản nhất đấy là cái máy này, cái phôi này nó vẫn là cái phôi zin đi theo cái bên này. Mình sẽ cho các bạn xem cái độ hoàn thiện của cái máy nhé. Đây các bạn xem cái chỉ màn hình này. Nó rất đều, nó rất thẳng, rất mịn màng so với cái màn hình. Các bạn nhìn thấy chưa? Nếu các bạn lấy tay các bạn vuốt, các bạn vuốt này, các bạn cảm nhận nó sẽ rất là mịn. Duy nhất có một cái điểm trừ là bên này nó hơi gờ nhẹ một tí xíu nhé. Cái cái, cái viền bên này nó hơi gờ nhẹ một tí xíu. Tiếp theo là cái phần màng loa này nó hơi thụt sâu một chút so với màn zin có nghĩa là rất rất ít các bạn phải nhìn thật kỹ các bạn phải để cạnh một con máy màn zin thì may ra các bạn mới thấy đấy là cái độ chênh lệch còn lại đấy là tất cả đều hoàn hảo tại vì đơn giản nhất đấy là màn ép ấy là người ta chỉ ép cái kính bên ngoài thôi ví dụ đây là cái máy màn zin nhé đó cái viền nó rất là mịn nó rất là đều nó đều tất cả các cạnh Có nghĩa là bốn cạnh nó đều như nhau các bạn vuốt nó rất là mịn tay nó không hề có hiện tượng bị gò tay còn cái phần màng loa đấy thì nó ra làm rất là đều nhé các bạn nhìn này nó rất là đều nếu các bạn để cạnh con màn ép thì các bạn sẽ nhìn thấy đấy là cái con màn ép ấy nó sẽ không đều được như con màn zin nó sẽ bị hơi hở một chút hơi sâu một chút còn con màn zin này nó sẽ rất là đều đều căng và thẳng các bạn nhìn nhỉ nó khác nhau thế nên nếu các bạn chỉ có nhìn bên ngoài đấy mà các bạn không soi không có máy zin để các bạn kiểm tra cùng các bạn không có kinh nghiệm thì các bạn nhìn nó sẽ rất là khó mình nói nghiêm túc đấy là nếu chỉ nhìn bên ngoài đấy rất là khó có thể phát hiện ra đâu là một chiếc màn ép nếu người ta ép chuẩn tại vì đơn giản nhất cái máy này nó không phải là màn lô các bạn nhớ nhé màn lô thì các bạn có thể nhìn có khi đấy là cái độ hiển thị nó sẽ khác cái độ dày nó cũng sẽ khác cái cảm giác cầm nắm nó cũng sẽ khác nhưng màn ép nếu người ta ép chuẩn ấy, rất khó để có thể biết thế nên mình khuyên các bạn nên mở và khi mở đấy thì mình sẽ chỉ cho các bạn đấy là cái màn ép nó sẽ khác cái màn zin ở chỗ nào thì nhiều ông ông ấy hay nói thế là ui rồi ép kính thì nó có ảnh hưởng gì đâu cái kính ấy người ta chỉ bóc cái kính ấy ra người ta lại ép lại mấy cái kính khác thôi nó chẳng ảnh hưởng gì cả nhưng mình nói ở đây đấy cái màn ép nó khác cái màn zin ở một chỗ đây là cái màn ép là nó đã bị rơi vỡ đấy là một lần tác động chất lượng nó đã kém đi rồi nhá tiếp theo người ta phải dùng nhiệt để người ta tách cái kính ra rồi lại tiếp tục dùng nhiệt để ép cái kính vào thì vô tình cái nhiệt độ đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cái sợi cáp ở trên cái màn hình và ảnh hưởng đến tất cả các con chip ở trên cái màn hình đấy. Thế nên là chất lượng nó sẽ kém đi và nó sẽ không bao giờ bằng được một cái màn zin. Mình nói nghiêm túc đấy là nó sẽ kém đi rất nhiều, các bạn phải nhớ nhé Nó kém đi rất nhiều thế nên cái tỷ lệ những chiếc màn ép bị hỏng nó sẽ cao hơn màn zin. Đây, màn ép đây. Khi bóc ra các bạn nhìn này. Đầu tiên ấy, các bạn nhìn thứ nhất là nó sẽ không có cái siêu màn hình. Các bạn nhìn nhé nó không có cái siêu màn hình. Siêu màn hình nó là cái miếng đen đen nó dán ở cái phần rìa màn hình này. Đây này, nó có một cái miếng đen nó dán ở rìa màn hình. Đó, trên ba cái chấm tròn này nó không có cái răng bảo vệ để cho bụi nó không chui vào đây đi Bây giờ mình sẽ mở một con màn zin ra để mình chỉ cho các bạn xem nó có sự khác biệt như thế nào. Thì nếu mà các bạn đánh đổi một chiếc máy màn zin lấy một chiếc máy màn ép chỉ để rẻ đi vài trăm nghìn thì mình nói là không đáng. Tại vì sao? Tại cái màn hình ấy, nó đáng giá vài triệu. Các bạn phải nhớ nhé, nó đáng giá vài triệu. Nếu một chiếc màn hình zin với một chiếc màn hình ép đấy nó phải chênh nhau cỡ tầm 1 triệu thì mình khuyên các bạn hãy nên cân nhắc còn nó chênh nhau vài trăm nghìn thì mình khuyên các bạn nên chọn một chiếc máy màn zin hơn là một chiếc máy màn ép tại vì sao ép kính là tác động vào nó rồi tác động đấy là tác động rơi này tác động nhiệt này thì cái độ bền nó sẽ kém đi độ bền nó sẽ kém đi và đừng có tin lời những người thợ bảo đấy là ép kính người ta chỉ tháo mới kính ra thôi rồi người ta lại ép cái kính khác vào có phải là ép cảm ứng đâu có phải là hàn cổ cáp đâu nó vẫn bền lắm không có chuyện đấy đâu các bạn đừng bao giờ tin một phía như thế. Nếu mà để bỏ ra có vài trăm nghìn thì mình khuyên nên mua cái sự an toàn tại vì khi các bạn bị hỏng cái màn hình các bạn mất vài triệu đồng chứ không phải chỉ có vài trăm nghìn. Thế nên đừng tiếc vài trăm nghìn. Chọn thì nên chọn một chiếc máy màn zin hơn là một chiếc máy màn ép. Đây, cái máy màn zin này nhá, mình bóc cái máy này ra, mình chỉ cho các bạn xem nó sẽ khác như thế nào nhá. Đây là một cái máy màn zin này. Đầu tiên mở ra này nhìn qua đã, đã rất là sạch sẽ. Tiếp theo đấy là các bạn nhìn này cái phần siêu màn hình nó là cái miếng đen đen các bạn nó dán đây này các bạn phải để ý cái siêu này nhé nó dán rất là mịn nhé không hề có hiện tượng đấy là nó dán cứng đơ hay nó dán theo kiểu đấy là gãy nhẹ và cái nó bong ra nó chắc rồi nhé nó dán rất mịn cái gioăng này này cái gioăng này này các bạn phải để ý cái gioăng này này nó cực kỳ mịn màng và ngay ngắn các bạn nhớ nhé nó cực kỳ mịn màng ngay ngắn bây giờ người ta ép màn hình người ta có thể dán lại cái gioăng này nhưng cái dán gioăng này lại đấy nó sẽ khác hoàn toàn với cái gioăng zin nhé cái gioăng zin nó cực kỳ mịn nó cực kỳ thẳng Tại vì nếu mà cái răng đấy nó dán trước ở trên cái kính ấy thì có khi ép nhiệt vào nó sẽ bị sun cho nên thường người ta sẽ không dán. Mà sau khi người ta ép kính xong người ta mới dán. Thế nên là khi các bạn nhìn này, hai cái khác biệt nhau hoàn toàn đúng không? Mở ra một cái màn rất sạch sẽ, một cái màn rất là bẩn. Một cái đấy là có răng răng dán quanh các cái vòng tròn để bảo vệ không cho bụi chui vào phay, một cái có cả siêu màn hình, một cái hay không. Thế nên là nếu mà đi mua mình khuyên thật các bạn nên mở một cái máy ra để xem. Tại bên trong là thứ quan trọng nhất và kể cả bạn có không biết thì khi bạn yêu cầu mở đấy Thì cái người bán người ta biết về cái sản phẩm của họ Họ không biết là bạn có biết hay không nhé Mình nói luôn là họ không thể biết được bạn có biết hay không Nhưng khi bạn yêu cầu được xem bên trong ấy Thì cái cây máy đấy nó phải đạt chất lượng người ta dám mở ra Tại vì đơn giản nếu bạn là người có kinh nghiệm Mở ra mà cây máy đấy là một cây máy dựng thì chết rồi Đó, thế nên là người ta sẽ sẽ đồng ý nếu cây máy đấy nó đạt chất lượng Còn người ta sẽ không đồng ý nếu cây máy đấy nó không đạt chất lượng Thế mình khuyên thật nên mở máy ra để kiểm tra mở ra để kiểm tra còn đừng tin ở trên mạng có mấy ông thánh ông bảo đến là ui rồi ôi hàng đời cao giá rẻ vào xem ông bán toán máy vỏ lô rồi là màn ép cảm ứng rồi là máy màn lô mấy ông ấy bảo đến là hàng ngon làm gì có các bạn phải nhớ không bao giờ có cái giá nó ngon đến như thế đến như bọn tôi đây tìm một không được các bạn phải hình dung là không bao giờ có đâu đây này nhìn này như này mà bảo là ngon thì đến ạ à, chịu thế nhá